Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nam Định thua đậm Hà Nội FC 2-5 tại sân Hàng Đẫy tối ngày 15 tháng 10 ở vòng 19 V-League 2022 khiến huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không hài lòng. Hà Nội FC ghi 5 bàn trong 51 phút, trong đó có những tình huống chơi thiếu tập trung. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết trước trận ông đặt mục tiêu giành một điểm dù biết Hà Nội là đội rất mạnh. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nói, chúng tôi chơi thiếu tập trung, thủng lưới quá dễ dàng. Đối phương gây sức ép liên tục, quét cánh phải. Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi nói cầu thủ bịch khoảng trống trung lộ và thay hai cầu thủ nên đội thi đấu tốt hơn. Huấn luyện viên Chun Jae-ho cũng dành lời khen Nam Định chơi tiến bộ khi có huấn luyện viên mới. Tuy nhiên, lối chơi bóng ngắn chưa hoàn chỉnh. Tôi nói cầu thủ đầy cao đội hình pressing và họ tiếp cận chiến thuật rất tốt để giành chiến thắng, huấn luyện viên trưởng Hà Nội chia sẻ. Với kết quả này, Nam Định dậm chân ở vị trí thứ 9 với 19 điểm, hơn đội cuối bảng Sài Gòn 3 điểm. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vẫn tin đội nhà sẽ trụ hạng. Thực tế trong 5 trận gần nhất, đội bóng thành Nam chỉ thua 3 đội đua vô địch là Viettel, Hà Nội, Bình Định nhưng thắng 2 đội đua trụ hạng là Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, lối chơi của Nam Định được đánh giá đem lại hy vọng cao hơn. Huấn luyện viên Việt nói, tôi nghĩ chúng tôi có nhiều mặt tích cực dù thất bại, nhất là lối chơi bóng ngắn nhỏ. Trong khi đó, Hà Nội FC có 37 điểm, hơn Hải Phòng 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Họ có cơ hội vô địch cao nhất khi V-League 2022 còn 5 vòng đấu. Thế nhưng, huấn luyện viên Chun Jae-ho vẫn nhấn mạnh chưa nghĩ sớm đến chức vô địch và đang chuẩn bị cho từng trận đấu một. Ở trận này, Đoàn Văn Hậu ghi bàn ở phút 30, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ 23 tuổi sau gần 1.500 ngày cho đội bóng thủ đô. Huấn luyện viên Chun Jae-ho nhận xét bàn thắng này sẽ giúp cải thiện tâm lý và lấy lại phong độ cho Văn Hậu. Lúc này, cậu ấy có 100% thể lực, có thể chuyển sai, cảm giác bóng chưa tốt nhưng kỹ năng vẫn rất tốt. Quá trình tập luyện và thi đấu sắp tới sẽ giúp hậu cải thiện thêm. Trận đấu cũng ghi nhận một quả pháo sáng được đốt trên khán đài của động viên Nam Định sau khi Trần Mạnh Hùng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-5 ở phút 64. Lực lượng an ninh nhanh chóng dập tắt nhưng chắc chắn hai đội sẽ phải nhận án phạt từ ban tổ chức giải. Trước đó, đội chủ sân Hàng Đẫy đã đẩy mạnh công tác an ninh, lắp cửa từ kiểm tra ngoài sân nhưng vẫn không xử lý được triệt để. Tuần sau, Hà Nội sẽ chạm trán thành phố Hồ Chí Minh trên sân khách vào ngày 19 tháng 10. 4 ngày sau, đội có mặt ở sân Lạch Tray làm khách trước Hải Phòng, cùng ngài Chủ tịch Đỗ Vinh Quang làm đám cưới với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Huấn luyện viên Chun Jae-ho tiết lộ mục tiêu, chúng tôi cần thắng Hải Phòng, vừa làm quà cưới Chủ tịch, vừa tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch. Thế nhưng chúng tôi vẫn cần tập trung cho trận gặp thành phố Hồ Chí Minh trước đã. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về pháo sáng trên khán đài sân Hàng Đẫy? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh Netsport 247 nhé.